lúc 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã không còn nữa, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho dân tộc Việt Nam. Tổng Bí thư Lê Duẩn xúc động đọc điếu văn tại lễ truy điệu của người. Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Tổn thất này vô cùng lớn lao, đau thương này thật là vô hạn. Dân tộc ta và đảng ta mất đi một vị lãnh tụ thiên tài và một người thầy vĩ đại. Phong trào quốc tế cộng sản, phong trào giải phóng dân tộc và cả loài người tiến bộ mất đi một người chiến sĩ lỗi lạc, một người bạn chiến đấu kiên cường và thân thiết. Đồng bào chiến sĩ cả nước nhớ thương người khôn xiết. Anh em và bầu bạn khắp năm châu cùng chia sẻ nỗi đau buồn sâu sắc của chúng ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đảng ta, đưa đến sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945. Người là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi, lãnh đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, chiến đấu anh dũng, viết nên những trang sử vẻ vang nhất của dân tộc ta. Cuộc đời 79 mùa xuân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Tên tuổi và sự nghiệp của người còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại. Người để lại cho đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tư tưởng vô cùng quý báu và một tấm gương đạo đức và phong cách lối sống hết sức sáng ngời. Hơn 50 năm đã trôi qua, ký ức về ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ông Chu Đức Tính vẫn còn nguyên vẹn. Ông nhớ lại lúc đó đang còn đi sơ tán, nghe tin Bác mất trên đài tiếng nói Việt Nam. Cả thầy và trò cùng ôm nhau khóc. Đang ở nơi sơ tán, thì nghe tin Bác mất, đúng là thầy trò khóc rũ rượi. Và đến ngày thứ bảy, thì mình từ nơi sơ tán về nhà, thấy mẹ cũng đang khóc và mẹ tự tay lấy kim băng cài vào ngực mình một cái băng tang để tang Bác Hồ, do mẹ may bằng vải đen. Bố và chị gái tôi là đảng viên cho nên được đeo cái băng là nửa đen nửa đỏ, còn tôi với mẹ và một chị nữa là nhân dân bình thường thì mẹ may bằng băng đen theo hướng dẫn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khi đấy mẹ vừa cài vào ngực tôi, mẹ vừa khóc, Bác mất rồi, như là khóc người thân trong gia đình khi từ biệt cõi đời. Chúng tôi đã là đoàn viên thanh niên cho nên đủ nhận thức về cái nỗi đau của cả dân tộc khi Bác từ biệt cõi đất này. Là thế hệ đi sau, mặc dù không được chứng kiến ngày mất của Bác, nhưng qua những tài liệu, phim ảnh, hiện vật tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, ông Vũ Mạnh Hà và đồng nghiệp làm việc tại đây đã thấu hiểu được nỗi đau thương vô hạn khi dân tộc Việt Nam mất đi vị lãnh tụ kính yêu. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta qua đời, thì cái tình cảm của nhân dân Việt Nam cũng như là thế giới dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh của ta hết sức đặc biệt. Cái sự tiếc thương vô hạn của đồng bào Việt Nam, nhân dân Việt Nam đối với Bác, chúng ta thông qua những cái tình cảm, những cái hiện vật được lưu giữ trong Bảo tàng Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ thấy điều đó. Và ở Bảo tàng Hồ Chí Minh chúng tôi cũng có hẳn một phần trưng bày những cái hiện vật liên quan đến năm 1969, một cái dấu mốc hết sức là đau thương, mất mát hết sức lớn lao của dân tộc Việt Nam cũng như là bạn bè trên thế giới. Trong quá trình làm công tác nghiên cứu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh thì chúng tôi thấy rằng là
khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời đã có hàng vạn những lời chia buồn từ rất nhiều nhân dân, bạn bè, các chính khách trên thế giới gửi đến người. Đó là những lời ca ngợi, những lời yêu thương, những lời kính trọng, những tình cảm đặc biệt gửi đến vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam chúng ta. Trên quảng trường Ba Đình lịch sử hôm nay, Bác nằm trong lăng giấc ngủ bình yên. Từng đoàn người nối tiếp vào lăng viếng Bác. Trong thâm tâm mỗi người dân Việt Nam, Bác còn sống mãi với non sông đất nước. Và trong những đôi mắt ấy, nước mắt vẫn trực trào. Chúng tôi luôn luôn đời đời nhớ ơn Bác. Và mấy ngày vừa qua liên tục có những cái chương trình về Bác Hồ. Tại mọi người rất cảm động, thấy càng nhớ thương Bác nhiều. Qua những gian nan khó khăn, nhưng Bác đã vượt qua để lãnh đạo Đảng ta. Bác đã đi xa, nhưng cuộc sống hôm nay vẫn chan chứa ánh sáng và ấm áp muôn vàn tình thương yêu của người. Tấm lòng mỗi người dân đất Việt những ngày này đều hướng về Bác với những tình cảm đặc biệt. Ngày nối ngày tại quảng trường Ba Đình, lăng Bác, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng vạn lượt người dân thành kính đến với người bằng những tình cảm sâu nặng. Đứng giữa không gian xanh ngập tràn sắc hoa vườn Bác, tôi chợt nhớ đến câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: còn những ai chưa một lần trong đời gặp Bác, hãy nhanh chân tiến lên phía trước, trên cao ấy Bác vẫn đưa tay đón lại gần.